Hai camera xem. Hello. Sao quá gặp lên. Hello, hello. Hôm nay khoe mọi người chúc mấy một cái nón mới. Nón sơn màu vàng. Hồi chiều dẫn mẹ đi mua xong phân vân quá không biết lựa màu gì. Nói mình thích màu vàng lắm luôn á, mà Trúc nói Trúc già rồi, không lẽ lấy màu vàng. Nhưng mà mẹ nói thôi Trúc đội màu vàng đẹp trời luôn quốc luôn. Màu vàng đẹp không mọi người? Hợp mạng. Bây giờ cả nhà mình sẽ đi ăn. À quên, đeo khẩu trang vô. Thầy nói em đẹp không? Em đẹp xả man. À, cái nón hay là em? Cả hai. Chắc cái nón đẹp hơn á. Thôi. Anh rít quá à, trời ơi. Anh vừa mới tắm mà. Anh ướt. Thầy tắm. Cái này là nước là mồ hôi của anh. Cái này là nước thôi. Ông mẹ không hợp ta. Ôm toà. Trời ơi, em làm anh sợ quá. Con B là con của con bò. Con cô. Lâu quá không nhem chết thèm các bạn. Nhớ nóng quá. Ngon quá. Ngon quá. Hello mọi người, hôm nay lát nữa thì Trúc sẽ đi Sài Gòn chơi đây. Không biết mẹ làm cái gì mà thơm thế. Mẹ kêu quay phim này. Trời, giận ta. Ôi, nhìn ngon dễ sợ luôn. Gà chiên nước mắm với lại là salad. Ngon quá ta. Hả? Hello. Bây giờ tụi Trúc chuẩn bị bắt xe đi Sài Gòn đây. Tối nay thì Trúc có hẹn với Linh, em Linh bên The Makeaholic á, mọi người nhớ không? Và mình sẽ đi ăn lẩu Hadilao. Nóng quá, nóng. À, trời nóng quá. Em hỏi. Giờ Trúc đang tìm chỗ lẩu Hadilao. Không, đâu phải đâu. Là mình lại đi vòng rồi kìa. Ủa, nãy mình đây mà đúng không? Nãy mình ở đây à. Ok. Không phải gì thì lắm á. Thôi. Okay, hôm nay là anh lót của chị Trúc đâu? Chị Trúc đi toilet rồi. Em là hôm nay anh Hải take over. Hello, tụi mình sau 3 năm mới được gặp nhau và tụi mình đã đi ăn lẩu nè. Nhưng mà lần này là hậu Hadilao. Dễ thương quá. Mì của mình 2 phút là mình dùng được trước em nha anh chị ơi. Mọi người, good morning.
Hôm qua thì tôi Trúc đã tới nhà này, không phải là nhà Trúc thuê mà nhà của một anh bạn của Trúc á. Ảnh có nhà trống nên là ảnh kêu tôi Trúc ra đây ở. Nhà rất là xinh luôn mọi người. Nhà này nhà mới nên là chịu cũng không có gì hết. Nhưng mà nó hơi xa là ở tận Thảo Điền lận. Giờ thì Trúc chuẩn bị xuống đi ăn sáng với anh bạn đó. Rồi trưa nay thì Trúc sẽ qua nhà chị Rư chơi để thăm em bé. Rồi chắc chiều đi lượn lượn tí. Rồi tối thì Trúc có hẹn với mấy đứa bạn trong lớp của Trúc. Mấy đứa mà học chung 12 năm trời. Ông này mặc đồ thấy ghê đây. Ghê? Thấy mà tụi mình đi ăn xong tụi mình lên lại. Nhưng mà hôm nay mình đi ăn sáng đồ Tây ta. Sao mình có cái này? nhìn nó thảm thảm gì á. Em chọn hai hơn. Ăn một dĩa đồ hết với một ly nước thôi mọi người. Sao mà Đức kêu tới menu chứ không hiểu sao mà nó nhiều như vậy. Chưa giờ qua cà phê mà quên quay lại này. Bây giờ là sắp đi rồi, bye bye. Bye bye. Từ từ con. Bình tĩnh. Ngủ đi. Không cần phải phát biểu, bố đi. Cà phê ghét quá à. Cà phê ơi. Cười với cô chú cái đi. Cười cười chứ tay với anh nha. Thấy không? Bye bye cô chú. Mình sao mình gặp nó nha. Mình sao mình gặp mình nhớ nha. Trời ơi, cười chảy sữa luôn. Trời ghét không? Mình sao mình gặp mình nhớ nha. Bye bye. Hello, hello mọi người. Trời, hôm qua đi chơi về xong mệt quá. Nào tắm rửa xong ngủ nghỉ luôn, không có vlog gì với mọi người thêm. Thì hôm qua đi Trúc đi ở nhà chị Dư xong á, thì chiều đó Trúc đi lượn lượn Vincom Đồng Khởi. Không phải lượn mà trú mưa đó, tại vì đi hồi cái mưa quá trời luôn. Trúng mưa đó, đang đợi đằng tối đi ăn với bạn. Xong là lúc mà ở đó thì cũng gặp được vài bạn subscriber rất là dễ thương. Rồi tối đó thì Trúc đi gặp bạn bè chút. Còn hôm nay thì bây giờ tụi Trúc đi spa. Trúc đi chỗ Mộc Hương Spa gần cũng trong chỗ Thao Điền, gần chỗ Trúc ở nè. Lúc đầu Trúc định đi cái chỗ gì mà The Bao Spa, nhưng mà Trúc nghe Linh nói là ở đó không có máy lạnh với lại nhiều muỗi, nên là Trúc đổi chỗ. Tại vì Trúc hỏi các bạn trên Instagram thì nhiều bạn recommend vài chỗ, thì Trúc coi ai recommend nhiều, cái chỗ nào mà nhận được nhiều recommend thì Trúc chọn đi thôi. Mà cũng may tự nhiên gần Thảo Điền có mấy chỗ ok chứ, nên là đi thử coi sao. Hello mọi người, hôm nay là Trúc tặng cho anh một cái... Hôm nay tại sao anh được đi ở đây? Cái gì? Tại sao anh được đi ở đây? Tại sinh nhật anh đó. Phải không? Chắc vậy á. Mà mình tới trễ. Nó cũng tới trễ thì tới đúng giờ. Có trà nóng. Là mứt. Nhưng mà chắc chút không ăn. Anh ăn đi. Có mứt. Trời ơi, hồi nãy tóc xuông xong massage xong ra thì tóc nó xoăn lên rồi. Tụi chú vừa massage xong, đã lắm mọi người ơi. Nói chung là chú hài lòng, ở đây hài lòng. Cái phòng nó cũng rất là thoải mái. Có máy điều hòa. Massage rất là dễ chịu. Quá đã. Trúc thì chú chỉ thích massage kiểu nhẹ nhàng thôi. Còn anh Hải là thích kiểu... bấm nguyệt mạnh chứ. Mạnh rồi. Anh nó sao ok? Quá ok luôn á. Quá đẹp. Ở đây nhìn nó cũng zen zen. Mà mọi người, nhân viên rất là dễ thương. Mấy chị nhân viên dễ thương lắm. Thì tụi mình sẽ đi ăn, kiếm gì ăn gần gần đây. Em muốn ăn đồ gì? Xong rồi chiều Trúc có hẹn với mấy người trong ở gia đình Trúc uống cà phê. Anh tìm đi, ở đây cái khu Trúc ở là toàn là đồ Tây không mọi người? Đúng. Khu Thảo Điền. Cô
tụi Trúc bây giờ đã tối rồi nha mọi người. Tụi Trúc đang ở khu khu ở bữa giờ. Tối nay thì Trúc hẹn anh bạn của Trúc ăn ở gần nhà thôi. Đó, ăn tối là xong. Ngày mai về lại Bến Tre. Ngày mai thì sẽ về chung với ba mẹ Trúc. Ba mẹ Trúc lên thăm thằng Coca. Coca con của anh hai Trúc á. Thế là ngày mai Trúc sẽ đi gặp ba mẹ là bốn người về chung luôn. Ok. Ok là. À, với lại là hôm nay Trinh Trinh có nhắn Trúc là tuần sau Trinh sẽ lên Sài Gòn. Thì đó là tuần sau Trúc sẽ lên Sài Gòn tiếp một hai ngày gì đó để gặp bà Trinh. Với qua nhà với Linh ăn cho biết nhà. Có em có đi vô đi với thằng Bơ. Phải không Bơ? Không, Trinh vô một mình không có Bơ. Trời ơi. Buồn quá. Ủa nó vậy thôi. Chứ, nhưng mà Trinh vô một mình dễ hơn. Chứ có thằng Bơ đi chắc khó. Ok. Okay, bye. Hello. Trúc đã về nhà rồi. Hôm nay Trúc về nhà rồi. Trời ơi mệt quá. Về nhà thấy nó khỏe giả men luôn á. Nói chung lúc em giờ tại sao một trái dừa mát lạnh đi đâu cũng không bằng Bến Tre hết. Về nhà mình là khỏe nhất á mọi người ơi. Ai, mỗi lần đi chơi xa đi chơi thì vui thiệt. Đi chỗ này chỗ kia vui. Nhưng mà về đây là thấy bình yên nhất. Về đây là được ba mẹ phục vụ tận răng. Sướng. Mới đây mà Trúc đã đi Việt Nam được 2 tuần rồi. Bây giờ còn 2 tuần nữa thôi là tôi phải về lại bên kia rồi. Trời ơi. Ủa hôm nay ba mẹ đại ăn tôm. Tôm gì? Tôm này là tôm gì nha ba? Tôm sú. Trúng mánh anh Hải. Con 10 con ký. Bác gì? Anh Hải thích tôm. Bác gì cho? Đây thêm một món chuối mà Trúc cũng rất là thích nè mọi người. Cái này là chuối nếp nướng. Bữa giờ tìm quá trời mấy chỗ mà người ta hay bán không có thấy bán nữa. Bây giờ Trúc vô được ăn. Sau hôm nay thì có cô chú Trúc mua cho Trúc ăn nè. Ngồi dưới quê lên. Ngon ghê chưa? Hello mọi người. Hôm nay là ngày mấy ta? Hôm nay là ngày 1 tháng 6. À! Thấy ông Hải mặc quần xì. Hôm nay là ngày 1 tháng 6, quốc tế thiếu nhi. Chúc mọi người quốc tế thiếu nhi vui vẻ nha. Ngày mai là sinh nhật anh Hải rồi nè. Cả nhà thì định làm một bữa ăn, một bữa tiệc nhỏ để đãi sinh nhật anh Hải ngày mai. Và món quà năm nay mà Trúc tặng anh Hải là một cuộc massage. Nên là cuối tuần tụi Trúc lên Sài Gòn để đi massage tiếp. Đó, anh Hải chỉ cần có vậy thôi mọi người, đơn giản lắm. Gì nữa ta. Và cuối tuần này Trúc lên thì Trúc gặp Trinh. May là kỳ này có dịp Trinh vô Sài Gòn chơi đi sự kiện á. Thì tụi mình còn có dịp gặp nhau chứ không thì cũng không biết sao mà gặp. Tại vì Trúc không ra Hà Nội được. Bây giờ thì Trúc đi ăn sáng nè. Hôm nay Trúc chơi nguyên bộ salad. Ủa? Em quên. Không biết làm sao chứ Trúc đi ăn cơm tấm ở một vài chỗ ở Sài Gòn á. Tôi thấy nó không ngon mà ở Bến Tre mọi người. Không biết là tại vì mình quen cái gu hay là mình chưa ăn đúng chỗ. Chứ Trúc thấy cơm tấm ở Bến Tre cái cơm nó rất là ngon luôn, nó thơm mà cái hạt tấm của nó kiểu như là cái hạt ở Sài Gòn thì Trúc thấy cái gạo nó giống như là gạo gãy, còn ở đây là giống như cái hạt của nó là cái hạt tấm luôn á, là giống như người ta sàng ra là cái hạt nó chỉ phát triển được nhỏ như vậy, mấy cái hạt mà nhỏ nhỏ thì nó bị rớt ra không, thì cái gạo ở dưới đây là cái gạo là từ cái hạt đó luôn, còn của Sài Gòn là giống như là từ những cái hạt to mà nó gãy thành cái hạt nhỏ. Cho nên là ăn nó không có thơm, chứ nó không có mềm mịn giống như là cái gạo tấm ở Bến Tre.
Cái thứ nhất, thứ hai là cái gu nước mắm. Nước mắm ở trên Sài Gòn nó không có kẹo giống như ở Bến Tre. Cái vị nước mắm thì thôi thì mỗi chỗ mỗi gu đi ha, cái đó mình không so sánh được. Nhưng mà cái nước mắm ở Bến Tre, nước mắm Tâm Tâm mà nó phải kẹo, nó ngọt. Với cái vị sườn nữa, vị sườn ướp thì ở Bến Tre cũng hợp ý chút ha. Tấm ở đây thì không có bì, không có chả nha. Trời tối rồi, mình đi kiếm cái gì ăn thôi, ăn kia. Ê. Không biết lúc đó mình giới thiệu cho mọi người chưa là ở Bến Tre có một tiệm bán bánh mì khá là nổi tiếng. Nổi tiếng khắp Bến Tre luôn. Dạ. Chỗ đó là tên là bánh mì Hồng Thu. Nó đặc biệt lắm mọi người, cái gu nó là đặc biệt. Không đó giờ lúc ăn nhiều cái chỗ bánh mì ngon mà trên mạng mọi người hay này nọ, nhưng mà Trúc thấy là vẫn chắc là tại mình quen gu hay sao á, mà Trúc thấy ở đây bánh mì nó đặc biệt lắm, nó không giống chỗ nào hết, đặc biệt là cái pate rồi cái bơ của nó siêu thơm siêu ngon luôn, rất là đặc biệt. Mọi người về Bến Tre mọi người nhớ thử. Sáng nay ăn cơm tấm cái gu cũng ngon, nhưng mà nó không, Trúc vẫn không thích bằng một cái chỗ cơm tấm chỗ khác. Sáng mai Trúc sẽ đi ăn lại cái chỗ Trúc thích và Trúc review cho mọi người, chỉ mọi người ăn để làm TikTok nữa. Đây mọi người xem, nhìn thì nó không phải là đặc ruột hay nhiều đồ ăn các thứ, nhưng mà cái này nó ngon là ngon cái bơ với cái pate, xong rồi chả lụa, đồ chua, tất cả cộng lại thành một tuyệt phẩm. Happy birthday. Yeah. Hôm nay chú quên, lại quên chúc mừng chủ nhật cổng á mọi người. Chúc mừng lúc 12 giờ đêm á, nhưng mà hôm nay vẫn đúng ngày bộ. Sáng nay mẹ chúc vô chúc trước, chúc đầu tiên. Trúc có ghi trên Instagram nhờ mọi người nhắn nhớ nhắc Trúc chúc mừng sinh nhật anh Hải. Tại vì là lần nào hả Trúc cũng quên. Không phải quên là trước ngày sinh nhật thì nhớ, nhưng mà tới đúng ngày hoặc là tới 12 giờ đêm á là Trúc lại quên. Nên là lần nào cũng chúc sinh nhật trễ á, mà không bạn nào nhắc hết, trời ơi không ấy, mọi người cũng quên luôn. Hôm nay thì Trúc mặc lại bộ đồ hôm qua để Trúc đi review ở cái chỗ cơm tấm mà Trúc thích ăn. Tại vì chỗ hôm qua thì nó cũng ngon, cái gu rồi nó cũng ngon lắm, nhưng mà nó chưa có đầy đủ. Trúc không có thích bằng chỗ hôm nay mình sẽ đi nè, nên là tôi phải mặc bộ đồ lại để chỉnh edit cho nó khớp với hôm qua. Ủa, cái này đầy đủ hả? Ngon, cơm ngon. Chả thì bình thường, nhưng mà không chút ăn cá vị chả còn chỉ cần cái món ngon, cơm ngon và thịt sữa. Hey, bây giờ cả nhà đang chuẩn bị làm tiệc để sinh nhật anh Hải đây. Tối nay thì chỉ có cả nhà Trúc thôi, với lại là một vài cô chú bạn ba mẹ Trúc á, thì rất là thân với gia đình Trúc. Đó, ăn đơn giản mấy món, mỗi người đem một món, xong rồi cắt bánh này nọ thôi, đơn giản vậy thôi mọi người. Hôm nay anh Hải cũng đã được tận hưởng sáng đi massage, đi massage người, xong rồi chiều lại đi massage đầu và đầu các thứ rồi. Ổng tận hưởng một mình ổng rồi. Anh Hải đâu? Anh chưa mặc quần nữa hả? Anh nói là chưa mặc quần dài chứ bác còn mặc quần đùi mà. Đây là ba mẹ với cô chú chuẩn bị cho anh Hải. Cảm ơn ba mẹ với mấy dì, với cô với chú. Hiếm có cơ hội được về đây được mọi người tổ chức sinh nhật cho hết sao? Phát biểu cảm nghĩ đi. Hello, hôm nay cả nhà Trúc sẽ về quê. Quê nọ. Đây, về đây Trúc có Phan Nhí nha mọi người. Đây là bé thỏ cháu. Phan Nhí đâu? Chứ là gì? Đây là cháu. À, cháu. Cháu. Cháu, cháu, chung là cháu. Chung là vừa là Phan Nhí. Vừa là Phan mà vừa là cháu. Xin lỗi. Luôn.
sáng sủa lắm nha, ăn ảnh lắm nha. Nãy giờ cứ đòi chú quay nè, không biết bà có làm gì không. Thỏ làm gì đi, Thỏ kêu gì chú quay, Thỏ làm gì đi. Làm đi, làm giới thiệu đi. Ờ, con tên gì, học ở đâu? Ơi, con là bé Thỏ. À, vậy mới nổi tiếng được Thỏ ơi. Con nói là bà là nhiều người ta vô người ta like con đó. Ừ. Nó nói bữa ăn làm trên YouTube mà sao ai vô đâu nhé. Không ai vô coi mới ghê. Tội nghiệp quá, giờ tên YouTube giờ, của giờ con ơi. Làm là lại đi. Chào mọi người, con tên là bé Thỏ. Con có một kênh YouTube tên là gì đó?